Mahrez muốn thay thế Neymar tại Barcelona. Theo nhật báo Diario Gol Riyad Mahrez đã khẳng định với người đại diện rằng anh muốn thay thế Neymar tại Barcelona. Sau một mùa giải bết bát cùng Leicester City tại Premier League, Mahrez đã đằng nặc đòi chuyển đến một câu lạc bộ mới. Anh được cho là đã được AS Roma hỏi mua, tuy nhiên cầu thủ người Algeria vẫn chờ đợi lời đề nghị từ phía những đội bóng lớn hơn. Mới đây, Mahrez đã nói với người đại diện rằng anh muốn chuyển đến Barcelona. Trong bối cảnh Neymar sắp gia nhập PSG, cầu thủ chạy cánh 26 tuổi muốn thay thế siêu sao người Brazil tại Camp Nou. Không những thế, Diario Gol còn khẳng định rằng Real Madrid cũng đang muốn đưa Mahrez về Bernabeu. Huấn luyện viên Zinedine Zidane khá ấn tượng với màn trình diễn của Mahrez trong mùa giải Leicester City lên ngôi vô địch Premier League.